đến với cảm giác. Chia sẻ của kỹ sư Thành Đức, nguyên viện phó Viện Nghiên cứu Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp. Tôi thật là may mắn, bởi vì là cái tính vui vẻ của mình á được nhân lên rất nhiều nhờ cảm xạ. Và hôm nay không phải là lần đầu tiên tôi báo cáo ở đây đâu, mà tôi được thầy Châu để giới thiệu báo cáo tại một cuộc họp rất lớn của Hà Nội tại trường Đại học Thủy lợi cách đây 3 năm. Và báo cáo cũng rất hấp dẫn, như hồi đó là riêng thành phố Hồ Chí Minh là ưu tiên cho tôi được hơn 15 phút, còn tất cả các báo cáo khác chỉ có 5 phút. Tôi á là một anh là trước đây 11, 12 năm làm viện phó viện đại học, chuyên môn đi giảng bài về phương pháp giảng dạy trên tất cả các vùng. Hôm nay trước hết là tại sao tôi đến với cảm xạ. Mùa hè năm 1997, tôi và nhà tôi là em kết nghĩa của giáo sư Hoàng Quý, anh ruột giáo sư Hoàng Tụy, viện trưởng viện toán học Việt Nam. Lúc đó là sức khỏe không tốt tí nào cả. Thế là thầy Hoàng Quý giới thiệu lớp học và có thầy Châu như vậy, đi học ở Pháp vừa mới về như vậy. Vì nghe nói thế thì tôi hấp dẫn ngay. Và đến tháng 8 năm đó thì tôi trở thành cái học viên của cái lớp mà thầy Châu triển khai ở thành phố Hồ Chí Minh. Hồi đó chúng tôi không có tài liệu, không có một cái tài liệu gì cả, đó hoàn toàn nghe lời thầy dạy và giảng và ghi thôi. Chúng tôi học một cái là phòng ở trên một cái nhà riêng của một cái ông đại tá ở đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh. Và chúng tôi là ngồi tựa góc nhà để học á. Thì trong quá trình học thì càng học tôi càng hiểu. Và đặc biệt không hiểu thế nào, trời cho thế nào mà cái lòng tin của tôi với cảm xạ nó cứ càng ngày càng sáng ra. Thì thưa các anh là từ năm 91 là tôi đã bị gai cuộc sống rồi. Thế nhưng mà từ năm 97 thì đến lúc mà tôi đang học giữa chừng á thì đau ghê gớm lắm. Đau 6 ngày tôi không dậy được, tôi phải nằm tại chỗ. Và tôi đi đến bệnh viện Thống Nhất, tôi chiếu điện ngay, thì tôi bị gai ba cái đốt cuối. Và bác sĩ khuyên tôi bây giờ cái này khó lắm, ông Vương Quốc, gai cuộc sống là việc bệnh chữa rất khó. Và giới thiệu cho tôi một kinh thầy thuốc là chiếu laser. Và là tôi chiếu 2 tháng trời, mỗi tháng mỗi ngày 30 phút chiếu laser liên tục như vậy. Thì tôi thấy đỡ khá, nhưng mà vẫn cứ đau. Thì nhưng mà lúc đó tôi lại có một cái niềm tin và thầy Châu khuyên cứ tập đi. Thì tôi cứ tập và nâng khí, tâm khí, liệu pháp rồi kết hợp với thể dục, nghĩa là rất nhiều cái trong một ngày như vậy. Và khoảng độ 3 tháng sau, thưa các anh các chị, thật tuyệt vời, người tôi cảm giác không có một cái gì đau đớn. Và từ cái không đau đó tôi bắt đầu có một cái niềm tin ghê gớm về cảm xạ. Và cái nâng khí, âm thanh và màu sắc là cái hàng ngày với tôi. Lúc đó tôi chưa có bài thơ đâu nhé. Rồi sau đó là tôi lại chữa được một cái thứ bệnh nữa. Là từ năm 96 thì tôi bị là cứ luôn luôn đau nhói ở ngực này. Thì tôi đi bệnh viện Chợ Rẫy kiểm tra rất nhiều lần, đo điện tâm đồ thì tôi là bị thiếu máu cơ tim. Thì hôm đó là tự dưng tôi đang ăn cơm xong 2 giờ chiều nó đau mà tôi ôm ngực mà không làm sao tôi ấy được. Và cuối cùng thì lúc đó là bắt đầu thầy Châu bảo là phải xem môi trường mà. Thì tôi lúc đó là đã dùng con lắc rồi. Con lắc thì tôi kiểm tra lại thì con lắc phản ánh cho tôi ngay là chính cái ca thu này làm cho tôi bị ảnh hưởng vùng tim. Và tôi ngừng không ăn nữa. Và tôi bảo là tối hôm đó tôi vẫn đau nhưng mà tôi vẫn tiếp tục tập. Nhưng mà tôi lấy nước nóng tôi chườm thì tối hôm đó là tôi bảo sáng mai phải đi bệnh viện nếu như mà tiếp tục đau như thế này vì khó chịu quá. Đấy, thì cuối cùng là sáng hôm sau mất đau. Cho nên cả một quá trình như vậy cho đến bây giờ, từ năm 98 đến bây giờ là hơn 5 năm rồi mà tôi không đau lại. Tôi là dân quân giới ở rừng Việt Bắc cho nên viêm hỏng hạt suốt từ năm 67 cơ. Là viêm hỏng hạt nói nhiều là coi chừng đấy là sẽ viêm đấy. Thế nhưng mà thưa các anh các chị, từ ngày tôi tập như vậy á thì 4 năm nay tôi không hề bị viêm hỏng. Và có một kỳ lạ, xoay gương á, nó teo hạt lại, hạt nó teo lại, giọng tôi trong hơn, hơi còn trẻ. Đấy. Và còn bệnh trĩ nữa, thưa các anh các chị biết bệnh trĩ đấy, rung động á, là bệnh trĩ nó cũng giảm đi. Và hiện tại cũng 5-6 năm nay tôi không hề bị lại. Thế như vậy là thiếu máu cơ tim này, gai cuộc sống này, rồi đến thừa viêm hồng hạt này, rồi trĩ này. Và còn một cái nữa mà hiện tại còn lai dai nhưng mà so với trước phải giảm đến 70% rồi, đấy là đại tràng. Đại tràng thì kinh khủng lắm, bởi vì tôi là cái anh là suốt từ nhỏ ra đại tràng, ăn một cái gì độc là gay lắm. Thế mà từ bấy đến nay á, bây giờ là tôi là chống được cái đó. Là đấy, mấy thứ bệnh như vậy. Thì tóm lại là tại sao mà tôi lại làm được như vậy? Trước hết là tôi là bản thân tôi là một cái anh rất khỏe rồi nè. Nhưng mà khi gặp được cái phương pháp này á thì hình như cái phương pháp này nó cái phương pháp này nó đã tạo cho tôi một sự cộng hưởng, cộng với niềm tin, cộng với sự phương pháp kiên trì. Sự cộng hưởng đó làm cho tôi luôn luôn là hưng phấn và cái tác dụng thần kinh
cái tác dụng thu năng lượng từ những môi trường của những môi trường xung quanh vào để mà làm cho bản thân mình á, thì càng ngày càng tốt. Thế như vậy là các anh các chị thấy không, thì riêng cái chuyện chữa bệnh á, thì bà xã tôi cũng thấy ngạc nhiên rồi. Còn những cái chuyện bình thường thì các anh các chị biết á, là trước đây tôi đặt giường khác, bây giờ giường của tôi đặt là tôi đặt lại giường cho con tôi, và cái quẻ như anh vừa mới nói là tôi làm cho thằng con là ngủ yên thân đấy, là tôi dán vào một cái rồi lên giường tôi vẽ lên trên người nó một cái thâu lưng nó, và sau đó nó ngủ yên. Thì suốt từ năm tôi tốt nghiệp từ năm 66 cho đến năm 96 97 thì tôi chỉ sáng tác được có 5 bài hát, suốt 35 năm tôi sáng tác được có 5 bài hát và cũng có chục bài thơ là cùng. Thế nhưng mà từ ngày tôi về hưu thì sức khỏe tôi như vậy, và gần như là lớp cảm xạ năng lượng của thầy Châu á đã cho tôi một cái đề ta rất khỏe để tôi bước vào về hưu. Và tôi xem về hưu không phải là một cái quãi cùng mà về hưu là cái mở đầu của một quãng đời. Cho nên thơ của tôi cũng bắt đầu từ đó. Và tập thơ năm 2000, chào năm 2000 ra đời đó, nhà xuất bản Văn Học. Cái tập thơ này là nhiều cái hay lắm, nhưng mà cái hay nhất là cái bài mở đầu tâm sự mà hôm tôi báo cáo ở Viện Dầu Khí á, thì là cái anh bảo ui giời, có ông vội vàng quá, tròn 60 tuổi sinh con thơ đầu, dẫu tóc đổi màu thành ông nội ngoại. Mà tròn 60 tuổi sinh con thơ đầu, người ta tưởng mình lấy vợ trẻ. Đấy, thưa các anh các chị, đấy là tập nhà xuất bản Văn Học, tập thơ năm 2000. Đầu năm 2000 tôi xuất bản tập này. Như vậy là chỉ năm 99, là sau khi năm 98, hết năm 98 là kết thúc lớp học với thầy Câu. Và đến năm 99 á, thì tôi hoàn toàn hoạt động cho thơ. Và tôi đến năm 2000 thì tôi xuất bản cái tập này. Tập thơ này thưa các anh các chị đắt lắm. Tôi tập này vẫn là nâng khí âm thanh và màu sắc. Và bài cuối cùng của tập này vẫn là nâng khí và âm thanh màu sắc. Trong lời cảm ơn của tôi vẫn cảm ơn thầy Châu và cảm ơn cả học viên lớp cảm xạ trong này.